Xuống tất cả các bạn nha. Lại là mình đây, Trần Tất Sung TV VN. Thì ngày hôm nay mình đang ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn về cái lộ trình đi học về của mình với cameraman nha các bạn. Đây nha các bạn ơi, đây là cầu ở khu vực thôn Đồng Tâm này các bạn này. Đấy, cầu này là cầu gỗ. Ở đây các bạn này, đây ngã ba Đồng Tâm nha, đó. Đây là cổng đá mo này đấy. Đây, chỗ này có một đường vào tháp Ba Vết ở bên này này, đấy. Có gì mình sẽ làm cho các bạn sau, bây giờ đi xuống. Ok các bạn, thì hiện nay mình đang ở chỗ cầu Ba Vết nha các bạn. Cái cầu này có ranh giới là bên này là địa phận của xã Bờ Ngon nha. Còn cái chỗ đằng này này là địa phận của xã Chư Vâng các bạn ạ. Các bạn cần lưu ý. Đó. Hiện giờ suối này đang cạn nước và chỉ còn lấy như này thôi, vẫn còn trong các bạn ạ. Đó. Chỗ này là từ cái công trường Gia Bết mà hồi trước mình làm cho các bạn á. Rồi. Ở đây là đồng lúa ở bên Bờ Ngon này, người ta trồng này đấy, vẫn còn xanh lắm. Rất là đẹp luôn.
rồi. Còn bên này cũng cũng có đồng lúa nhưng mà thì cái cây này nó che đi rồi. Đó. Ok các bạn ạ, thì bây giờ mình cùng cameraman sẽ đi về nhà mình thôi. Bây giờ các bạn nhá, mình đang trên đường lên nhà mình này. Hiện giờ mình đang gần tới nhà mình rồi. Đó, khu này là thôn đoàn kết của xã Chư Vâng này các bạn này. Đấy. Nhưng mà nhà mình tuyệt đối giữ bí mật nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì hiện giờ mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái lộ trình đi học của mình và cameraman nha các bạn. Thì bây giờ clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên cho mình like, share và một lượt đăng ký để ủng hộ cho mình và đồng thời